Bí ẩn hơn 10 năm chưa có lời giải tại tịnh xá mà Kim Ngân từng ở ít ngày đã nhất quyết rời đi. Hồi hơn 2 tháng trước, Thúy Nga đã xin gửi đàn chị vào một tịnh xá gần nhà. Chỉ vài ngày sau đó, nữ nghệ sĩ đã đứng lên nhất quyết rời khỏi chùa. Thúy Nga đuổi theo không hiểu vì sao đang sống yên ổn đàn chị lại bỏ đi. Thời điểm này Kim Ngân mới chia sẻ, con về chỗ cũ ở đây con chịu không nổi nữa, sức con không có. Con ráng hết sức mình rồi, giờ xung quanh toàn cảnh sát không à, cứ bắn từ sáng tới chiều. Câu nói của Kim Ngân nghe có vẻ rất không liên quan. Nhưng thực ra hồi năm 2010 cũng có một sự việc khiến cảnh sát phải đến đây điều tra thật. Kim Ngân đúng là cũng có khả năng gì đó về tâm linh. Câu chuyện bí ẩn này như sau. Trong số báo ra ngày thứ Bảy ngày 25 tháng 9 năm 2010, Nhật báo đã loan tin sơ khởi về cái chết của một Nico trong nhà kho phía sau tịnh xá Từ Quang. Cái chết mang đầy bí ẩn và nhiều nghi vấn khiến các Phật tử thường lui tới lễ Phật tại tịnh xá hoang mang. Sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 9, phóng viên nhà báo đã đến tận nơi, gặp gỡ Phật tử và ni sư trong tịnh xá, tìm hiểu thêm về câu chuyện này. Trên đường đến tịnh xá Từ Quang, chúng tôi gặp một người phụ nữ khoảng 70 tuổi đang tưới cỏ trước căn nhà, cách tịnh xá khoảng 400 mét. Chúng tôi xuống xe, lại hỏi thăm xem bà có biết câu chuyện vừa xảy ra tại tịnh xá Từ Quang, trong khu vực nhà bà không. Bà cho biết bà là một Phật tử tên là Hoa. Chúng tôi hỏi bà một vài câu, bà Hoa nói, cái xác chết đó chưa ai biết tên họ, tuổi tác gì cả. Chỉ biết là xác chết mặc áo cà sa vàng. Vừa tưới cỏ, bà Hoa vừa kể, chả là ở phía sau tịnh xá có hai cái nhà kho do một ông thầy ở chùa Pháp Hoa gửi tịnh xá, không biết trong đó chứa cái gì, vì ông thầy giữ chìa khóa, không giao cho ni sư. Chúng tôi hỏi bà Hoa, bà nói cái nhà kho đó do một ông thầy ở chùa nọ gửi, vậy thầy đó là ai, tu ở chùa nào? Bà Hoa nói, là ông thầy ở chùa Pháp Hoa đó. Ông thầy này ổng trồng nhiều cây kiển, bông hoa để ở đầy chùa của ổng rồi còn đem gửi nhiều nơi, cả ở đây nữa đó. Chúng tôi nói với bà, lạ một cái là người chết này xác đã thối rữa mà sao không ai ngửi thấy mùi là sao? Bà Hoa trả lời, tôi ra ngoài đó thấy mấy Phật tử tưới cây, thấy thầy để đồ tùm lum, đồ sư cô cũng có nữa. Ở đây có mấy con chó của Phật tử gửi nữa mà sao không ai ngửi thấy mùi gì, chó cũng không đánh hơi được. Bà Hoa nói tiếp, ông biết không, cách nay một tuần tự nhiên ông thầy đó với đệ tử và cái bà đó lại chở đồ đi hết, nên nó trống trơn vậy đó, chứ trước ổng để đồ tùm lum, sư cô phải nói, thôi thầy ơi, thầy lại mang đồ đi kẻo chủ nhà người ta gọi CT người ta không cho để tùm lum đâu, sợ nó cháy. Rồi ổng còn cấm sư cô không được cho ông chủ nhà ra đằng sau nữa. Trời, làm quá đáng mà, tội nghiệp sư cô chỉ sợ cháy. Ổng để đồ tùm lum, ổng ương mấy cây mai nhỏ nhỏ và cứ cách ngày cho Phật tử lại tưới cây mà không bao giờ trả tiền mấy năm nay rồi, không bao giờ phụ vô một đồng. Nhưng mà ông biết không, FBI, tụi nó hay lắm, tôi chứng kiến. Hôm đó lúc xảy ra là 7 giờ tối là police tới lập biên bản lấy lời khai của sư cô với mấy Phật tử và cả tôi nữa tới 12 giờ đêm luôn. Họ bắn tia laser, có 3 người thám tử với cảnh sát, cả chục người và một bà bác sĩ về pháp y, khám nghiệm. Nghe nói không có sự đánh đập gì hết trơn, không có dấu vết thương tích gì mà nằm ngửa, gọn lõn mà mặc quần áo màu vàng theo kiểu của mấy người tu. Chúng tôi cảm ơn bà Hoa, đi thẳng tới tịnh xá Từ Quang. Ngôi tịnh xá có tượng Phật Bà Quan Âm màu trắng phía sân trước. Tường nhà sơn màu trắng như một căn nhà bình thường xung quanh, không sơn màu vàng như nhiều ngôi chùa hay tịnh xá khác. Phía hiên trước treo một dây cờ Phật giáo và không có một xe cảnh sát nào, cũng như không có dấu hiệu ngăn cấm, cô lập gì cả. Ni sư Xuân Liên trụ trì tịnh xá Từ Quang tại phòng khách tịnh xá. Chúng tôi vừa vào cửa thì có hai Phật tử cũng vào theo. Một sư cô bước ra mở cửa. Chúng tôi chào sư cô và nói ngay mục đích của mình. Sư cô nói, trong lúc sư cô bận cho bệnh nhân uống sữa, xin mời bác cứ ra phía sau chụp hình cái nhà kho hay muốn chụp cái gì cũng được rồi vô lại. Sư cô sẽ nói cho bác biết. Chúng tôi cảm ơn sư cô ra phía sau nhà. Một cái nhà kho lụp xụp,
mái được phủ bằng tấm nhựa màu xanh, trước cửa ổ khóa vẫn đang đóng. Những cái thùng nằm ngổn ngang, bên trái nhà kho lớn có một nhà kho nhỏ hơn, cửa cũng đang đóng. Chụp vài tấm ảnh xong, chúng tôi trở vào phòng khách ngồi đợi. Sư cô từ trong đi ra, cô ngồi xuống ghế sofa, tôi ngồi bên cạnh. Nghe sư cô kể, bây giờ sư cô nói lại từ đầu, cái kho phía sau là không phải của chùa nhưng mà nó lại nằm ở trong khuôn viên chùa. Nó là của người khác, của một cái chùa khác gửi đồ bên đây nhưng mà khóa lại, lúc nào cũng khóa lại. Quý sư cô ở đây không có chìa khóa. Rồi ngày thứ năm hôm rồi là cái chú đệ tử ở bên chùa đó mới qua đây dọn kho thì chú đó phát hiện một xác chết nhưng mà quý sư cô không biết. Chú đó không hề nói gì cho quý sư cô biết hết trơn. Sư cô cho biết người Phật tử đó tên là Phổ Thuận. Sư cô kể lại, từ 3 giờ chiều chú phát hiện. Chú đó nói với cảnh sát, chú phát hiện từ 3 giờ tới 7 giờ tối chú mới báo cảnh sát. Mà sư cô ở trong chùa từ hồi sáng cho tới 6 giờ chiều. Rồi sư cô, ở đây sư cô có một sư bà với một sư cô bị bệnh nữa, nên sư cô phải chăm sóc, lo lắng cho mấy vị đó. Từ 6 giờ đến 7 giờ thì sư cô mới đi Costco mua đồ. Vừa về đến nhà thì thấy cảnh sát đã đến rồi. Rồi sư cô hỏi có chuyện gì, thì chú đó mới nói là con dọn kho con thấy cái xác chết ở trong kho. Sau đó cảnh sát mới tới rồi khám nghiệm, sư cô thì không có thấy cái xác chết đó, không thấy được. Cảnh sát họ đem ra họ bọc kín lại chứ chưa có biết khẳng định là người nào, nhưng biết chỉ là người nữ thôi. Cảnh sát không nói cho sư cô biết là mặc đồ tu, không ai biết hết trơn á. Sư cô kể tiếp, cảnh sát chỉ hỏi sư cô vì có sự trùng lập. Cách đây 5 tháng, vào tháng 5, có một sư cô ở chùa này xin đi Las Vegas chơi. Rồi sư cô hỏi đi bao lâu mới về, nhưng mà chỗ Las Vegas đâu có phải là chỗ người tu lui tới. Sư cô nói vậy, thì sư cô kia nói, con đi chung với mấy sư cô kia với mấy Phật tử nữa. Rồi sư cô làm thinh luôn. Rồi sau đó khoảng ngày thứ 7, thứ 6 gì đó, mấy ngày sau cổ đi mà không thấy về nữa mà thông thường. Mấy sư cô với mấy thầy không thích ở chùa này, họ có quyền đi qua chùa khác. Thì làm sao mình báo cáo với cảnh sát là mất tích hay là không? Cái sự luân chuyển của người tu, có khi người ta đi người ta không nói là tôi đi chùa đó luôn hay sao họ không nói. Chừng ổn định một thời gian rồi họ trở về họ lấy đồ rồi họ mới nói ra như vậy đó. Nên có sự trùng hợp như vậy và không biết cái xác chết đó là ai nữa. Chưa có khẳng định. Cảnh sát có nói với sư cô, bây giờ chưa có biết người đó là người nào, tên tuổi như thế nào nhưng có sự trùng hợp như vậy thôi. Chúng tôi xin sư cô xác nhận lời bà Hoa cho biết. Cái kho đó là của thầy ở chùa Pháp Hoa có đúng không? Sư cô nói, đúng rồi, hai cái kho đó của bên chùa Pháp Hoa gửi. Còn kinh sách, đồ đạc gì trong đó, còn cây kiểng thì không có. Bây giờ chỉ là mấy cây aloe vera của sư cô. Sư cô mua để cho mấy người uống trị bệnh đó thôi. Chúng tôi cũng hỏi cô, theo lời bà Hoa nói, thầy ở chùa Pháp Hoa dặn sư cô không cho Phật tử lại chỗ hai cái nhà kho có đúng không? Sư cô trả lời, không, không phải vậy. Cô đó nghe lầm rồi, là như thế này này. Hai cái kho đó, cái kho bên thiết đó với cái kho lớn đó là đồ của thầy nên mấy sư cô không có tới gần. Tại vì đồ của người khác là mấy sư cô không có đến. Rồi cây ở phía sau thì đằng trước nó lùm xùm dữ lắm. Nó có mấy cái cây cao mọc lên gần đụng dây điện thì sư cô mới cho người đến để mà đốn, để làm cho nó phản phất. Bây giờ bác ra phía sau, bác nhìn thấy mấy cái gốc cây cắt ngang. Cắt ngang đó là mấy cây sư cô mới đốn. Còn cái phần cây kiểng là có mấy cây mai, thầy để ở đây chứ không phải là bán. Mấy cây mai đó là để làm kiểng cho nó đẹp thôi. Rồi thầy chở đi, vì sư cô đốn mấy cái cây đó nó đổ nó làm gãy cây thôi. Chứ thầy đâu có quyền gì mà cấm, thầy không có cấm gì bên đây hết. Chúng tôi hỏi, thưa sư cô trước đây ở chùa này xin sư cô đi Las Vegas tên là gì? Sư cô trả lời, sư cô đó tên Liên Thi, trước đó cũng có nhiều sư cô tới đây ở rồi đi, rồi người khác tới đây ở rồi đi, đi ở rồi đi cho nên không có biết. Trả lời một câu hỏi khác, sư cô cho biết, cô lập tịnh xá này đã được 5 năm rồi,
và sau khi cảnh sát đến lập biên bản điều tra, mang xác chết đi rồi thì cảnh sát không hề cấm không cho ai đến. Cho đến nay, bí ẩn này vẫn chưa có lời giải đáp.